Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, nhân dân khắp cả nước đều có chung một nỗi buồn, niềm tiếc thương vô hạn với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ, uy tín, xuất sắc của Đảng, Nhà nước, nhưng hết mực gần gũi và thân tình. Lúc sinh thời, Tổng Bí thư luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đội ngũ tri thức, mong muốn đội ngũ tri thức sẽ phát huy phẩm chất và năng lực kế thừa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt cho thế hệ trẻ, các học sinh, sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước. Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tới việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, giáo dục toàn diện, tự chung lại là đức và tài. Trong đó, đức phải là gốc, là trước hết. Tài cũng cực kỳ quan trọng. Nếu không có tài thì làm sao xây dựng được đất nước, làm sao gọi được là nguyên khí quốc gia. Thấm nhuần những mong muốn của Tổng Bí thư, thế hệ học sinh sinh viên cả nước nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng luôn ra sức phấn đấu học tập rèn luyện phẩm chất đạo đức để góp sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người dành cả cuộc đời mình để phục sự Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và đây cũng là một tấm gương để tất cả các thế hệ sinh viên chúng em noi gương và học tập. Từ cách sống cho đến cách làm việc. Bác là luôn luôn vì nước, vì dân, hết mình vì nước, vì dân. Và theo như em thấy thì là một sinh viên thì em nghĩ là cần phải cố gắng hết mình vì trong học tập và phải cố gắng hết mình trong học tập để mà sau này có thể mà noi gương theo bác và có thể cống hiến thêm cho Đảng và Nhà nước. Với quan điểm, tư tưởng và hoạt động thực tiễn xuyên suốt và thống nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Theo Tổng Bí thư, để thực hiện một cách hiệu quả mục tiêu và nhiệm vụ của công tác đào tạo, thì đội ngũ cán bộ giảng viên giữ vai trò nòng cốt. Bởi vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra những yêu cầu đối với đội ngũ giảng viên, các nhà khoa học, cán bộ quản lý thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị phải có tài năng, bản lĩnh, lập trường chính trị vững vàng. Phẩm chất đạo đức trong sáng, được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về lý luận, có phương pháp sư phạm và am hiểu thực tiễn. Đồng thời, mỗi giảng viên lý luận chính trị cũng phải là những nhà khoa học giỏi để không ngừng củng cố bồi đắp sáng tạo tri thức. Đồng chí đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua nhiều cái khó khăn, cái thách thức và giành được nhiều thành tựu quan trọng trong cái bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu và rộng của thế giới hiện nay. Đồng chí cũng thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phải kiên định và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Gần 60 năm hoạt động cách mạng liên tục không ngừng nghỉ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cống hiến hết mình trọn đời, đóng góp to lớn cho Đảng, cho đất nước, cho dân tộc trên mọi lĩnh vực. Tổng Bí thư sẽ sống mãi trong trái tim nhân dân, các thế hệ học sinh sinh viên với tấm gương mẫu mực, liêm chính, giản dị mà cương quyết.